quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tư vấn và điều trị bệnh gút mãn tính. Thưa quý vị, gút mãn tính là một bệnh xương khớp phổ biến hiện nay và ngày càng có chiều hướng gia tăng và chảy hóa. Đặc biệt, việc liên tục phải chịu đựng những cơn đau gút mãn tính dữ dội và dai dẳng đã khiến cho cuộc sống của người bệnh ngày càng trở nên vất vả, khó chịu, đặc biệt ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí không thiết tha đến bất cứ việc gì nữa. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để thoát khỏi nội ám ảnh của bệnh gút mãn tính? Có hay không giải pháp giúp điều trị những triệu chứng của bệnh gút mãn tính và ngăn ngừa những biến chứng do căn bệnh quái ác này gây ra? Tất cả những câu hỏi này sẽ được trả lời trọn vẹn trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề Tăng cường chức năng thận, con đường điều trị gút mãn tính nhanh nhất. Đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay sẽ là một chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc khám và điều trị bệnh gút mãn tính. Xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Phạm Hưng Cùng, nguyên vụ trưởng vụ y học cổ truyền Bộ Y tế. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, xin ông cho biết bệnh gút mãn tính là gì và biểu hiện của bệnh gút mãn tính như thế nào ạ? Vâng, uh, bệnh gút mãn tính ấy là một cái bệnh rối loạn chuyển hóa chất đạm chúng ta biết trong cái thức ăn của chúng ta đại thể ấy, thì gồm có chất đạm, chất mỡ và chất đường. Thì ở đây là do rối loạn chuyển hóa cái chất đạm. Và nói sâu hơn thì đó là chuyển hóa kỳ nhân purin là một trong những cái chuỗi peptide của cái chất đạm. Thì khi kỳ nhân purin này nó được giải phóng, được chuyển hóa nhiều thì cái sản phẩm trung gian của nó là acid uric trong máu thì nó sẽ cao lên. Bình thường ở nam là dưới 420 mmol, lít, ở nữ là dưới 360 mmol. Lít. Nhưng bây giờ do cái quá trình chuyển hóa của protein nó tăng lên, nó lại cao hơn cái ngưỡng bình thường ấy. Ví dụ như hơn 500 chẳng hạn thì lúc ấy à, nó lắng động cả cái axit uric ấy ở bằng cái muối urat ở các khớp này, rồi ở cơ này, rồi ở thận này, từ đấy à, gây ra quá trình viêm. Và ví dụ như ở khớp thì gây ra viêm khớp cấp tính và đấy chính là đợt cấp của bệnh lý gút à, và nó lắng động ở thận thì cũng thể gây lên bệnh viêm thận vân vân do đó à, cái bệnh lý gút là một bệnh lý mạng tính vì à, quá trình ấy nó có thể bị tái đi tái lại vì thế chúng ta cần phải điều trị một cách là gì bài bản đủ liều liều lượng đủ thời gian và luôn luôn quan tâm tới nó để tránh những cái đợt cấp trong quá trình viêm khớp mãn tính của bệnh lý gút cái à, biểu hiện đầu tiên là đau à, đau mà cái tính chất đau của nó là gì đau dữ dội đau không chịu nổi à và đặc biệt là đau ở các cái khớp nhỏ như là khớp ngón chân cái này à, khớp các cái ngón chân khác này khớp ở bàn chân này khớp ở ngón tay này rồi khớp ở bàn tay đấy là cái đau và đau à, nó liên miên à, đau tăng lên À, khi mà chúng ta lạm dụng thêm cái bia hoặc rượu Lạm dụng thêm ăn cả cái loại thịt đỏ Đấy là cái thứ nhất Cái thứ hai nữa là cái sưng Cái nóng, cái đỏ Ở cái vùng khớp à, Đặc biệt như ở cái vùng khớp nhỏ như ở ngón à, chân cá chẳng hạn Thì à, cái vùng ấy nó thấy nó mọng lên Nó hồng hồng như quả cây chua à, Và sờ vào thì ta thấy nóng Đấy là cái đợt cấp Cái đợt viêm cấp của cái bệnh lý gút triệu à, chứng nữa đó là gì là cái đi lại cái vận động của những cái bệnh nhân này rất là khó khăn à, cái triệu chứng nữa đó là gì mệt mỏi khó chịu và từ đó à, thì nó ảnh hưởng tới gì ảnh hưởng tới giấc ngủ ảnh hưởng hơn tới công việc rồi có thể ảnh hưởng tới những cái chức năng à, liên quan như là chức năng thận chức năng gan vân vân đấy là những cái biểu hiện cơ bản của cái bệnh lý hút còn khi mà nó đã có những cái triệu chứng nặng ấy, thì ở ngay cái vùng khớp mà bị tổn thương ấy, thì có những cái hạt nó nổi lên giống như cái hạt ngô ấy cái người ta gọi là cái hạt topi thì lúc ấy là ở cái dấu hiệu muộn và mong rằng đừng có để cái bệnh lý ở cái giai đoạn ấy vì khi đã ở cái giai đoạn ấy rồi thì bắt đầu đã đã có biến chứng thì vấn đề điều trị nó lại khó khăn hơn từ những biểu hiện trên có thể thấy rằng bệnh gút mãn tính không dễ dàng có thể đối phó được. À, vậy thì bệnh gút mãn tính có thể gây ra những biến chứng như thế nào thưa ông? biến chứng của bệnh lý gút nếu như không được chẩn đoán, không được chẩn đoán đúng, không được điều trị đúng, không được điều trị sớm thì thường gây ra những cái biến chứng sau. thứ nhất là ở cái vùng khớp như tôi đã nói rồi nó mọc lên những cái hạt uh, như là hạt uh, hạt ngô đấy và cái mà nó có thể là di chuyển và nó đau thì À, đấy là hạt topi cái từ y học như vậy và từ cái hạt ấy nếu như không có một cái chế độ tốt thì nó lại vỡ ra à, và nó lét nó tổn thương ở cái vùng của cái khớp bị bị bệnh gút à, đấy. À, cái thứ hai nữa là các cái muối urat nó lắng động vào ở trong cái ổ khớp ấy à, từ đấy nó gì nó xâm lấn vào cái đầu khớp hoặc là những cái xương dưới sụn hoặc là bao khớp mang khớp À, và nó gây lên gì à, cái hạn chế vận động của cái khớp từ cái hạn chế của vận động khớp ấy thì nó có thể là gì à, gây nên cái viêm khớp à, viêm khớp rồi nặng hơn nữa thì nó gây ra cứng khớp và nặng một tí nữa thì nó tàn phế à, đi lại rất là khó khăn cái biến chứng thứ ba là nó có thể à, cũng là các cái muối urat của cái acid ấy nó lắng động ở cái à, đài thận cái bể thận vì ta biết rằng gì mỗi một ngày á thì cái máu của cơ thể của chúng ta qua cái thận, qua cả cái tiểu cầu thận khoảng 200 lít. Và từ 200 lít ấy thì nó lọc ra khoảng một lít rưỡi đến 2 lít cái chất nước mà phải đào thải ra ngoài gọi là nước tiểu. Và trong cái quá trình ấy thì tất cả cái gì ở trong máu đều cũng qua cái cái lọc của cầu thận và qua cái lọc của thận thì cái mứa rát này nó sẽ lắng động ở đấy gây lên một cái trạng thái nhiều á gây là viêm ở cái cầu thận rồi nó lắng động ở cái 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 bể thận à, gây ra gì lắng động đài thận từ cái viêm ấy nó gây cái sỏi thận từ cái sỏi thận ấy nó có thể giãn đài thận và bể thận làm cho cái nhu mô thận nó mỏng đi và từ đấy làm cho chức năng thận nó bị suy và từ cái suy ấy nó có thể lại làm cho cái lượng uric được đào thải ra lại giảm lại bình gút lại à, tăng lên à, thì ngoài ra thì nó còn gây ra những cái biến chứng làm cho cơ thể suy nhược ăn uống không tốt rồi chất lượng công việc, chất lượng cuộc sống nó bị kèm đi. À, có ý kiến cho rằng suy giảm chức năng đào thải của thận là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh quốc mãn tính, ông nghĩ sao về nhận định này ạ? À, cái ý kiến này rất là hay và đây à, chúng tôi trong y học gọi là một cái vòng xoắn bệnh lý. À, như ta biết á, một ngày thì có 200 lít máu nó được lọc qua thận. Và 200 lít máu ấy thì những cái chất mà cặn bã những cái chất độc trong quá trình chuyển hóa cơ thể thì nó được chuyển qua à, cái, cái hệ thống lọc để đưa ra ngoài mà ta gọi là nước tiểu nhưng đồng thời nó lại hấp thu lại những cái chất tốt cho cơ thể thì khi mà cái axit uric nó tăng lên thì nó vẫn đến thận và làm cho chức năng của thận à, cái công năng của thận nó phải gồng mình lên để mà à, giải khi đưa cái axit uric ra ngoài và khi nó nhiều quá thì cái tế bào thận nó làm việc mệt quá mệt quá thì nó lại lại, lại 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 giảm công năng giảm công năng đến một cái mức là nó suy cái chức năng và khi suy chức năng thì chức năng lọc nó lại giảm chức năng lọc nó lại giảm thì cái acid uric lọc ra ít thì nó lại tăng lên ở trong trong máu khi tăng lên ở trong máu thì cái bệnh gút nó lại tăng lên đấy thì đấy là một cái vòng xoắn bệnh lý chính vì thế cho nên nếu như chức năng của thận không tốt thì làm cho bệnh lý gút nó ngày càng phải tăng lên do đó à, nếu như muốn điều trị tốt về bệnh lý gút thì trong cái chuỗi điều trị cần phải có điều trị cái công năng của cái thận giúp cho cái thận tốt thì bệnh lý gút cũng có cơ hội tốt hơn lên trong quá trình điều trị. Như vậy có nghĩa là muốn điều trị dứt điểm căn bệnh gút mãn tính thì chúng ta cần phải bắt nguồn từ căn nguyên gây bệnh đúng không ạ? Vâng, nếu như mà muốn điều trị một cách toàn diện ấy thì chúng ta phải dựa vào cơ chế bệnh sinh và căn nguyên của cái bệnh lý thận để mà điều trị tôi nói ví dụ như là muốn điều trị tốt ấy, thì thứ nhất là phải làm giảm mà cái quá trình chuyển hóa từ nhân purin ra cái acid uric à, mà muốn làm giảm ấy thì phải có những cái biện pháp nào gì để hạn chế cái quá trình giáng hóa cái nhân purin cái thứ hai là phải gì tăng cái quá trình lọc ở cầu thận làm cho lượng acid uric ở trong máu được đào thải ra nhiều thì acid uric nó sẽ trở thành bình thường cái thứ ba là làm cái chức năng của thận nó tốt và cái thứ tư là làm cho cái quá trình trung hòa cả cái axit uric nó lại tăng lên. Đấy là một cái phương pháp điều trị vừa điều trị ngọn vừa điều trị gốc. Ngoài ra thì người ta có thể điều trị các cái triệu chứng như là giảm đau này, chống viêm này, kháng viêm vân vân làm cho người bệnh có cái cuộc sống nó dễ chịu hơn thế nhưng có một nghịch lý là hầu hết những người bệnh gút mãn tính lại không biết được cái sự thật như thế này và mặc dù đã thực hiện trăm phương nghìn kế nhưng họ vẫn không trị được tận gốc căn bệnh gút mãn tính này cái thứ nhất đó là họ chưa 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 nắm vững cái cơ chế bệnh sinh vì thế cho nên họ bị bệnh gút rồi họ uống một cái đợt như là colchicine rồi colchicine thì là thuốc thuốc tây đấy uống vào cái một vài hai, hai ngày nó đỡ ngay và họ cứ tưởng thế À, là là khỏi và bỏ qua quá trình khác nhưng họ không hiểu rằng à, gút là một cái bệnh mạng tính à, vì thế cho nên à, cần phải điều trị cho nó đúng cho đủ liều thì lúc ấy cái bệnh gút mạng tính này nó mới giải quyết được cơ bản căn cơ một cái sai lầm nữa là gì là có điều trị à, nhưng mà họ lại điều trị không đúng à, cái thứ ba nữa là à, những cái người à, bị bệnh gút đấy thì đáng nhẽ cần phải một cái chế độ ăn uống rất là khoa học rất hợp lý ví dụ như giảm những cái thực phẩm mà có cái nhân pirin, à, nhiều như là thịt chó này như là thịt trâu à, như là thịt bò à, tăng cường ăn cái rau củ quả và à, hạn chế cái bia rượu ấy thì trong cái thực tiễn họ điều trị khỏi một cái rồi là buổi sáng xong rồi buổi chiều lại đi uống bia uống rượu thì đấy chính những cái ấy nó làm cho cái điều trị cái bệnh lý gút không được một cách toàn diện và từ không điều trị một cách toàn diện thì dễ bị tái đi tái lại vì bệnh gút là một cái bệnh mãn tính Như ông đã chia sẻ muốn điều trị căn bệnh gút mãn tính thì chúng ta cần phải tăng cường bồi bổ chức năng của thận. À, vậy thưa ông làm thế nào để chúng ta có thể vừa tăng cường chức năng thận vừa có thể điều trị bệnh gút mãn tính? Vâng, một trong những cái nguyên tắc điều trị bệnh hút đó là tăng cường cái chức năng thận. À, cái chức năng thận này nó rộng lắm, nhưng ở đây ta thấy là gì? Cái chức năng lọc là quan trọng nhất. Đấy. Và vì thế, cho nên ta phải làm sao để tăng cái cái độ thanh thải của các cái bao bao man thận, tức là các cái tiểu cầu thận. Và từ đó thì làm cho hai cái, một lượng axit nó sẽ giảm cho nên không gây là viêm của cái bệnh hút mãn tính. Cái thứ hai là nó có thể làm cho cái lượng uh, acid là cái cái lượng muối của acidic tức là urat ấy nó bị uh, tống ra ngoài không lắng đọng thì cũng không gây viêm ở cầu thận, không gây viêm cầu thận thì không gây giãn đài bể thận và từ đấy chức năng thận được uh, đảm bảo. Đó là một trong những cái cơ chế để giúp cho cái điều trị hút mãn tính nó được kết quả một cách bền vững và lâu dài. À, ngoài ra thì chúng ta cũng cần quan tâm tới một cái vấn đề đó là tăng cường vận động. À, bất cứ bệnh lý nào và đặc biệt là trong bệnh lý gút thì lại có một cái tâm lý là gì? Là đau. À, cho nên là lười vận động một, một chỗ như vậy là không đúng. À, trong cái lúc đau thì có thể là vận động nhẹ. Nhưng khi đã giảm đau rồi thì lại phải tăng cường vận động và sử dụng những cái môn tôi nói như là có thể là bơi lội là một cái vấn rất tốt nó làm cho cái quá trình chuyển hóa nó tăng lên ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng những cái sản phẩm mà có nguồn gốc từ thảo dược như là sản phẩm hoàng thiên đan mà ở trong đấy có cái thảo dược tôm trơm nó là rất tốt cho những người bị bệnh lý u à, xin ông nói rõ hơn về tác dụng bổ thận và điều trị bệnh gút của cây tôm trơm đến từ núi rừng Tây Nguyên có trong sản phẩm Hoàng Tiên Đa. đó. Cái, cái tôm trơm là một cái cây thân leo và nó mọc ở vùng Tây Nguyên của chúng ta rất là nhiều ở đấy và đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên của chúng ta đã sử dụng cây này để làm thuốc bổ này rồi làm thuốc xương khớp này rồi để dùng làm cái thuốc là bộ thận trắng dương vân vân cái cái thảo dược tâm trơm ấy thì đã được hai trường đại học của Việt Nam nghiên cứu đó là trường đại học y dược Huế và trường đại học y dược Thành phố Hồ Chí Minh trong cái quá trình nghiên cứu thì người ta thấy ở cái tôm rơm có rất nhiều cái hoạt chất và đặc biệt là có cái phytoestrol cái phytoestrol này thì nó có tác dụng là gì thứ nhất là tăng cái khả năng lọc của cầu thận cho nên làm lượng axit uric ở trong máu giảm từ đấy giải quyết được cái cơ chế bệnh sinh của cái bệnh gút cái thứ hai là cái hoạt chất này nó cũng có thể là gì à, nó đánh tan được cả cái axit các cái muối của các axit uric đó là urat và như tôi nói ở trên đấy nó đi qua cả cái cái cầu thận rồi ở bệ đại thận bệ thận, thận và lâu ngày thì nó lắng động ở đấy thì cái hoạt chất này nó đánh tan ra và khi đánh tan ra thì nó lại đào thải ra ngoài cho nên tránh được dự phòng được cái bệnh lý là gì viêm kẻ thận rồi là sỏi thận sỏi à, đai thận dạn thận vì thế cho nên đảm bảo được cái chức năng lọc của cao thận và đảm bảo được chức năng lọc của cao thận thì làm cho lượng axit lại càng giảm cho nên kết quả nó lại à, càng cao ngoài ra à, thì trong cái à, tâm trơn thì lại còn có các cái à, vi khoáng như là canxi như là ma như là sắt vân vân những cái sản phẩm ấy những cái hoạt chất ấy những cái uh, vi khoáng ấy nó giúp cho bổ toàn thân uh, bổ thận tráng dương uh, cũng như làm cho cái quá trình uh, hồi phục sức khỏe của những cái người bị bệnh uh, lý gút nó nhanh hơn tốt hơn chất lượng cuộc sống nó cao hơn uh, trong cái phàm, phà, sản phẩm hoàng tiên đan ngoài cái tôm trơm thì còn có những cái vị rất là tốt, đó là ví dụ như vì khúc khắc, vì dâm dương hoắc thì những cái vị thuốc này nó vừa có tác dụng là bổ thận, tăng cường chức năng thận, đồng thời nó có tác dụng là kháng khuẩn, chống viêm và giảm đau. Vì thế, nó giải quyết được những cái triệu chứng của cái bệnh lý là gút như là gì đau như là viêm, vân vân. Cho nên những cái sưng, nóng, đỏ, đau nó sẽ được giảm và qua các cái thảo dược ấy thì ta thấy là sản phẩm Hoàng Tiên Đan vừa giải quyết được tăng cường cái chức năng thận, tăng cường cái lọc của cầu thận, bảo vệ được cái chức năng của thận, đồng thời vừa giải quyết những cái triệu chứng như là kháng khuẩn, chống viêm, giảm sưng, giảm đau, giảm đỏ. do đó cái quá trình điều trị nó sẽ được rút ngắn và kết quả nó bền vững. À, rất nhiều người bệnh cốt mãn tính than phiền rằng là chức năng sinh lý của họ cũng bị suy giảm từ khi bị mắc căn bệnh cốt mãn tính. À, tại sao lại có điều này ạ? câu hỏi này cũng rất là hay là vì trong thực tiễn ấy, thì ta thấy gì cái bệnh gút với cái cái chức năng của thận nó liên quan khá chặt chẽ với nhau và khi ở cái uh, bệnh lý gút mà nó đã có những cái tổn thương ở cầu thận như là cái muối urat nó lắng động nhiều quá nó gây viêm kẽ thận rồi từ kẽ thận ấy nó viêm các uh, cái bao thận viêm vào cái bao thận rồi thì nó sẽ gây là gì là lắng động và viêm ở cái đài thận bể thận và quá trình trong cái sau cái quá trình viêm ấy thì nó hình thành những cái sỏi gọi là sỏi thận từ cái sỏi thận ấy nó sẽ làm gì giãn à, thận rồi làm mỏng cái nhu mô thận và đấy lúc đó thì nó làm cho cái chức năng của thận nó giảm rất nhiều vừa giảm chức năng lọc đồng thời nó để giảm chức năng sinh lý cho nên à, hầu hết những cái người bị cái bệnh lý gút ấy thì cái à, khả năng chăn gối của họ cũng giảm xuống khá khá là nhiều. À thưa bác sĩ mỗi dịp Tết đến xuân về thì cùng với niềm vui đón chào năm mới à, thì nguy cơ mắc bệnh gút mãn tính lại càng gia tăng. Vậy ông có lời khuyên nào để dành cho các quý ông à, vừa có thể tăng cường được sức khỏe vừa tránh xa được cả bệnh gút mãn tính không ạ? À, đây là à, dịp mà đầu xuân hay là dịp Tết à, lễ thì thường thường cái à, nhu cầu cũng như là cái tập quán ăn uống của chúng ta tăng lên. À trong cái, cái 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 tập quán ấy thì thứ nhất là ăn nhiều chất đạm à, tết thì các bạn là uống nhiều rượu nhiều bia và tôi biết càng nhiều bia thì nếu như mà đã bị bệnh lý gút rồi thì gút nó lại tăng lên lại tái phát và nếu như mà chưa bị mà thì nguy cơ a-xít à, tăng lên cũng có thể nhân cái cơ hội này nó nó bị vì thế cho nên mình dù là tết cũng phải gì ăn uống như điều độ, chất đạm nó vừa thôi. À, nó chiếm chất đạm trong cái cái thực đơn của ta chỉ chiếm khoảng 20% thôi. Đồng thời ta hạn chế các cái thịt đỏ, tức là cái thịt mà có cái nitrogen nhiều ấy, như là à, thịt chó này, như là thịt ngựa này, như là thịt trâu, như là thịt bò. Mà nếu như à, ta có dùng thì dùng à, ít thôi. Cái thứ hai là à, hạn chế cái bia rượu. À, có uống à, nhưng mà nó uống vừa thôi chứ còn nếu như uống nhiều tôi nói đặc biệt là uống bia càng nhiều bia thì càng dễ bệnh gút mạng tính tái phát khi ta uống bia vào thì trong quá trình chuyển hóa của bia thì nó giải phóng ra acid lactic và acid lactic ấy cũng được chuyển qua cầu thận để lọc ra ngoài thì cũng một cái đường lọc ấy nhưng mà à, bây giờ cả hai cái chất đều được lọc ra đó là lactic và urat. thì bây giờ cái acid lactic nó tăng lên nó chiếm mất cái đường ra của axit uric, vì thế axit uric trong máu lại tăng lên, chính vì thế cho nên khi mà dụ sử dụng quá nhiều bia rượu thì cái cơ hội để bệnh hút mãn tính tái phát lại càng cao. Do đó không nên lạm dụng bia rượu, dù vui đến đâu mình cũng cố gắng hạn chế. Đồng thời uh, trong cái dịp Tết cũng uh, ngoài cái ăn rồi uh, vui thì cũng cần có những cái kế hoạch nó vận động, ví dụ như đi bơi, đạp xe đạp vân vân để làm cho cái chuyển hóa của cơ thể ở trong cái trạng thái bình thường và một điểm nữa là gì trong sinh hoạt trong ngày tết cũng phải điều độ nhiều bạn thức thâu đêm suốt sáng để thế này thế kia như vậy là không tốt vẫn có uh, thái độ một tí nhưng mà uh, làm sao cho cái sức khỏe chung nó được đảm bảo thì uh, cái bệnh lý gút ít có cơ hội nó tái phát trong cái bệnh gút mãn tính uh, ngoài ra uh, thì cũng để là dự phòng cái tái phát của cái bệnh gút mãn tính thì uh, các bạn có thể phải dùng cái sản phẩm thảo dược mà như tôi đã nói ở phần trên là hoàng tiên đan uh, tại làm sao là vì nếu như uh, mà cái tết ấy chúng ta tăng cường ăn tăng cường uh, bia rượu uh, đều hơn bình thường dù nó có hạn chế thì cái chức năng lọc của quả thận nó cũng phải tăng lên thì khi mà uống cái hoàng tiên đan thì nó là gì nó làm cho cái thận nó được tốt hơn chức năng thận nó được củng cố hơn cái lọc của cầu thận nó cũng mạnh hơn cũng khỏe hơn do đó à nó giúp cho cơ thể của chúng ta không thừa à và lượng axit uric nó không không tăng lên đặc biệt là các bạn thanh niên các bạn trung niên ở trong những cái dịp tết vui vẻ thế này thì cần phải quan tâm tới vấn đề này vâng thưa ông vậy đối với những người bệnh vừa bị hút mãn tính vừa bị yếu sinh lý thì cần làm như thế nào ạ cái quá trình mà bị hút với quá trình yếu sinh lý gần như nó đi song song với nhau à, mà gút càng nặng thì cái sinh lý yếu nó lại càng tăng lên à, và một trong những cái uh, vấn đề ở đây ta giải quyết đấy là cái chức năng thận à, vì trong cái chức năng thận vừa cái chức năng chung là tăng cường cái sinh lý nhưng đồng thời lại tăng cường cái khả khả năng lọc và một trong những giải pháp thì ta sử dụng hoàng tiên đan tại làm sao là vì hoàng tiên đan ấy nó có tác dụng là bộ thận tráng dương à, làm tăng cái cường cái chức năng thận đó là tăng cường cái chức năng sinh lý ngoài ra thì hoàng tiên đan nó lại tăng cường cái sức năng lọc tăng cường đánh tan cái acid uric vì thế cho nên lại tăng cường cái quá trình lọc nó làm cho acid uric nó giảm xuống bệnh lý uh, gút nó giảm xuống thì chức năng thận là uh, nó lại tăng lên do đó uh, sử dụng hoàng tiên đan trong cái trường hợp này vừa giải quyết được cái đau của bệnh lý gút vừa giải quyết được cái chức năng uh, sinh lý của thận. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia với những lời khuyên và thông tin rất là bổ ích từ đầu chương trình tới bây giờ. Uh, hy vọng rằng với một lối sống lành mạnh, với việc kết hợp sử dụng hoàng tiên đan sẽ giúp quý vị sớm đẩy lùi được bệnh gút mãn tính và trở lại với cuộc sống đời thường. Chương trình tư vấn và điều trị bệnh gút mãn tính của chúng tôi ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.